chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bắp Bim Bắp và phim mà Bắp kể ngày hôm nay Bắp sẽ kể cho các bạn nghe một bộ phim mà các bạn yêu cầu Bắp làm lâu lắm rồi mà bây giờ phim nó hạ nhiệt rồi Bắp mới làm các bạn hồi xưa phim này nó bùng lên là nghe đồn đâu là mọi người coi phim này sợ lắm ở trong rạp phải mở đèn lên cho mọi người coi chứ không là sợ không có dám coi hết nghe đồn vậy thôi chứ khi mà coi rồi thì thấy uh, chắc là do cái level của mình được tăng cao đó các bạn cho nên khi mà coi thì Bắp thấy cũng không có đến nỗi đáng sợ như vậy tuy nhiên có một điểm cần phải chú ý đó là Phim này là phim 18 cộng Cho nên nếu mà bạn nào muốn coi Thì phải đợi đúng 18 tuổi hoặc là qua 18 tuổi Mới được coi nha các bạn Còn nội dung chi tiết ngày hôm nay thì bác sẽ kể cho các bạn nghe nội dung chính thôi Còn những cái phần nào mà nó 18 cộng quá Thì bác sẽ lượt bớt Tuy nhiên vẫn sẽ giữ được những cái ý chính của cái bộ phim này Cho các bạn nghe nhé Để cho các bạn biết được nội dung của bộ phim này là như thế nào Cộng với sau đó chúng ta sẽ cùng với nhau thảo luận về bộ phim này nha Và đây là bộ phim có tựa đề là The Medium à, Tên tiếng Việt là Bà Đồng của Thái Lan Được ra mắt vào năm 2021 đây là một bộ phim giả lập tài liệu à, mới đầu vô phim thì bắp cứ tưởng đâu là phim tài liệu thôi các bạn nhưng mà phim nó dạng theo cái kiểu tài liệu thôi chứ nó không phải là phim tài liệu thiệt và phải nói đây là một bộ phim rất là hay theo như trải nghiệm của bắp cảm thấy là như vậy cộng với những cái ý nghĩa của nó mặc dù nội dung của nó um, có những cái nội dung nó khá là nhạy cảm nè và cũng như là nó khá là dơ có những cái phân cảnh dơ lắm luôn á cái phải là hơi dơ nữa có những phân cảnh Uhm, nếu mà bạn nào hay coi phim kinh dị và không có để ý tới mấy cái vấn đề khá là dơ đó thì các bạn có thể xem bộ phim này à và phải nói là trải nghiệm sau khi xem bộ phim này bóp cảm thấy nó khá là nặng nề nha các bạn không hiểu sao coi xong rồi lại cảm thấy nó nó nặng nề lắm vì vậy bóp nghĩ là nếu mà ai đang yêu đời thì cũng đừng nên coi bộ phim này coi xong thấy thấy mệt lắm các bạn mệt một một vài ngày luôn á và vẫn giống như là mọi khi để có một trải nghiệm hoàn hảo nhất thì các bạn có thể xem trực tiếp bộ phim này và chắc chắn nội dung chính của bộ phim sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay vì vậy cho nên nếu mà các bạn không muốn biết trước nội dung phim thì các bạn có thể tạm dừng video tại đây nha và trong bộ phim này thì bắp sẽ việc hóa tên của hầu hết là các nhân vật luôn để cho các bạn tiện việc theo dõi bởi vì có những cái tên đó, nó hơi bị dễ lẫn lộn mà cái dòng bóc kể chuyện bắp hay lộn tên nữa các bạn thành ra là bắp sẽ việc hóa để cho các bạn tiện việc theo dõi nhất có thể nha tại vì có hai chị em là ninh và noi hai cái chữ NN đọc nó hay bị lộn hay bị lếu lưỡi đó. Thành ra là phải việc hóa tên nhân vật và không giữ được tên nhân vật chính mong các bạn thông cảm nha. Và bây giờ thì không chừng chừ trừ gì nữa, bắp mời các bạn cùng với bắp đi vào một làng quê ở Thái Lan ở vùng Đông Bắc của Thái Lan. Và đặc biệt có những người dân ở vùng Đông Bắc của Thái Lan này nè, giống như là những cái vùng quê khá là xa xôi hẻo lánh của Thái Lan á các bạn, à, có những cái tập tục mê tín dị đoan. Ở đầu phim thôi là chúng ta đã thấy những cái cảnh là À, rất là nhiều bàn thờ rồi rất là nhiều miếu thờ được lập nên không chỉ vậy trước mỗi căn nhà đều có treo một cái áo màu đỏ. Nguyên nhân treo một cái áo màu đỏ là theo như bắp được biết ấy là à, có một cái vụ án đã xảy ra là mười mấy người chết nha Và người ta tin là vụ án đó do một bà quá phụ ma gây ra, người ta mới treo những cái áo màu đỏ ở trước cửa nhà để chống cái tà ma để cho bà ta không có đi vào nhà và hại những người trong nhà, đại khái nó là như vậy. Và như bắp đã nói từ đầu, đây là một bộ phim giả lập tài liệu nói về một người phụ nữ làm nghề bà đồng. Một cái nghề mà rất là bình thường ở trong một cái vùng đất đông bắc thái lan theo như bộ phim này là vậy nha các bạn bà ấy tên là niêm mà bác sẽ việc hóa tên tiếng việt thành kim để cho các bạn tiện việc theo dõi nhé bộ phim giải lập tài liệu này quay cuộc sống của bà kim về việc bà làm bà đồng như thế nào và hàng ngày bà chữa trị cho người ta ra làm sao à, có một nhóm người gọi là ekip ở trong trương, chương trình đó các bạn sẽ đi mang máy quay à, có những anh thì anh sẽ quay trực tiếp và anh sẽ theo bà kim cũng như là những cái người thân của bà kim để mà quay cái cuộc sống hàng ngày và dựng nên một cái bộ phim tài liệu trong gia đình của bà Kim á, thì gồm có ba anh chị em. Một người anh cả tên là Thái. Anh cả lớn nhất này á, có một người vợ, người vợ tên là Lan. Và một cái điểm rất là đặc biệt là anh Thái là anh của bà Kim á, là ổng lớn, ổng già lắm rồi. Tóc ổng bạc rồi các bạn mà người ổng ấm nhôm mà nhìn ổng già ơi là già. Riêng chị vợ, vợ của ổng là chị Lan á, trẻ ơi trẻ. Nhìn trẻ măng à, nhìn cứ thì nói không hay chứ do chị đó quá trẻ hay là do ổng quá già hay sao mà nhìn thiếu điều cứ tưởng đâu là hai cha con không á ban đầu bắp còn tưởng đâu là chú cháu hay là cha con thế hồi ngộ ra là vợ ủa trời ơi, cái gì mà trẻ dữ vậy hai người có một đứa con trai um, chắc cỡ đâu một tuổi mấy hai tuổi đó các bạn nó còn nhỏ xí nó còn nằm ở trong nôi à ngoài ông thái là con trai cả trong gia đình thì bà kim còn có một người chị nữa người chị đó tên là hoa và cô hoa này cũng có một người chồng người chồng tên là bình như vậy là bà Kim là con út ở trong nhà đó các bạn nhà có ba anh chị em à. Về bà Hoa, chị của bà Kim á, lấy ông Bình là dòng dõi Gia Santia. Đó là một dòng dõi mà ngày xưa rất là giàu. Nói về dòng dõi Gia Santia, dòng dõi bên nhà chồng của bà Hoa thì cũng có nhiều chuyện để kể lắm các bạn. Không hiểu dòng tộc đó đã làm cái điều gì ác hay sao á mà tất cả những cái người đàn ông ở bên dòng tộc đó đều chết một cách bất đắc kỳ tử và chết thêm một cái cách rất là đáng sợ. Nói đến đầu tiên là phải nói đến uh, ông nội ở bên chồng của bà Hoa, ông nội ông bị công nhân lấy đá đập cho tới chết. Còn riêng về bố chồng của bà Hoa thì ổng làm cho một cái nhà máy sản xuất. À, nhà máy may á, các bạn hay là sản xuất cái gì không biết nhưng mà chủ cái nhà máy. Sau đó thì ổng phóng hỏa cái nhà máy đó cho cháy luôn. Sau khi mà cháy kiểu như là để lấy tiền bảo hiểm á sau đó thì bị điều tra điều tra người ta phát hiện ra là ổng phóng hỏa chứ đâu có do là bị tai nạn gì đâu khi mà bị phát hiện như vậy thì ổng nhục nhã quá Ông uống thuốc ông tự tưởng chết là hai người đàn ông rồi đúng không rồi tới đời của bà hoa đẻ ra được đứa con trai là thằng max thằng max lại bị tai nạn tai nạn xe máy chết luôn là ba người đàn ông chết tưởng đâu là trùng hợp đúng không trùng hợp gì tới ba người các bạn nếu mà các bạn vẫn nghĩ là trùng hợp á thì có thêm một cái chết nữa vừa mới xảy ra cách đây vài ngày thôi đó là chồng của bà hoa ông bình cũng chết luôn Nguyên nhân là ổng bị bệnh ung thư Giai đoạn cuối phát hiện ra một năm là một năm sau chết á Khi mà đoàn ekip tìm tới bà Kim để mà làm cái cuộc phỏng vấn và dựng nên bộ phim tài liệu này á cũng là lúc mà gia đình chị của bà Kim gặp biến cố, đó là chồng của bà Hoa vừa qua đời luôn. Thế là ekip cuốn gói đi theo luôn các bạn. Bà Kim đi theo bà Kim giữ đám ma luôn. Trên đường đi thì ekip cũng phỏng vấn bà Kim, à, bà con dòng họ anh chị em như thế nào. Cái này là bộ phim tài liệu và khi mà bà Kim đã, bà đã đồng ý làm rồi thì bà sẽ nói hết tất cả những gì mà bà biết. Thì ở đầu phim á bà Kim cũng có nói với ekip về cái nghề nghiệp của bà nữa. Trước khi mà ông chồng của bà Hoa qua đời á, bà nói là cái người dân ở vùng này nè rất là tin vào ma quỷ thậm chí là ngày xưa tin vào quỷ đầu tiên nha rồi sau đó mới tới thần phật đó giống như là một cái nỗi sợ của con người vậy đó trước khi mà có cả tôn giáo nữa thì họ đã sợ những cái thứ mà họ không biết những cái điều khiến cho họ cảm thấy xui rủi và những cái điều đó khiến cho họ nghĩ tới là ma là quỷ hại họ và họ sợ khi mà họ sợ thì họ sẽ thờ những cái ma các cái quỷ đó và theo như lòng tin của họ họ nói là ma quỷ có ở khắp mọi nơi và mình nghĩ là chỉ có con người chết đi mới thành ma thôi đúng không nhưng mà theo quan niệm của họ thì tất cả mọi thứ đều có thể thành ma cây cối lâu năm cũng là ma những cái loài vật chết đi có linh hồn cũng có thể biến thành ma đặc biệt những cái con người chết đi cũng thành ma và càng chết oan như thế nào thì âm khí của họ lại càng nhiều và họ có thể phát triển và mạnh hơn lại trở thành quỷ dữ và trong tất cả những cái loài ma đó chia ra làm hai phần ma tốt và ma xấu ma tốt thì gọi là thần linh còn ma xấu gọi là ác linh thần linh sẽ giúp đỡ và phù hộ độ trì cho con người à, giúp con người vượt qua những khó khăn còn ác linh á, là sẽ mang dông ba bão tố rồi mang những cái điều khủng khiếp đến cho dân làng vì vậy dân làng rất là sợ ác linh và tôn thờ thần linh để hy vọng là thần linh có thể giúp cho mình và ở trong cái bộ phim này trong cái ngôi làng của vùng đông bắc thái lan đó có một bà gọi là bà nội ba danh mà tất cả những cái người dân ở trong thôn xóm trong những cái làng xung quanh đó đều tôn sùng người ta không biết bà nội ba danh có từ bao giờ chỉ biết bà ấy là một đấng thần linh tối cao và có thể giúp đỡ ban phước cho người khác. Và đặc biệt là bà nội Ba Gian sẽ thông qua một người là bà Đồng để giúp đỡ những cái người dân trong làng. Bởi vì không phải là ai cũng có thể kết nối với bà nội Ba Gian mà chỉ có duy nhất một người được bà nội chọn. Thì người đó mới có thể kết nối với sức mạnh của bà nội Ba Gian và sẽ sử dụng sức mạnh đó với mục đích tốt uh, giúp chữa lành cho những cái người dân chữa lành này hoặc là không phải là bệnh gì cũng chữa được nha các bạn bệnh ung thư theo như lời của bà kim nói đó bệnh ung thư tới tìm bả thì cũng chết thôi những cái bệnh á mà bà nội ba danh có thể chữa đó là những cái bệnh mà về tâm linh ví dụ như là bị chơi bùa chơi ngãi bị nhập hoặc là làm những cái điều xấu xa làm những cái nghiệt ác mà bị quật lại đó những người cần giúp đỡ sẽ tìm tới bà kim và bà kim sẽ nhờ vào sức mạnh của bà nội ba danh để giúp đỡ cho những người đó và đúng rồi bà kim chính là người được bà nội ba danh chọn lựa để làm bà đồng trong quy một cái làng đó chỉ có một người duy nhất được chọn thôi nha các bạn và cái người duy nhất được chọn đó lại vừa hay là con gái trong một cái dòng tộc của dòng họ nhà bà kim thôi tức là từ đời ông bà ngoại rồi truyền xuống cho con cháu sau này ở một đời thì sẽ có một đứa con gái làm bà đồng À, và cái đứa con gái đó sẽ được kết nối với lại sức mạnh của bà nội ba gian và sau đó là sẽ làm bà đồng giúp đỡ cho mọi người trong uh, trong làng và khi mà trở thành bà đồng á thì cái đứa con gái đó không được lấy chồng không được sinh con Hằng uh, ngày phải làm tất cả những cái lễ cúng và khi mà chấp nhận bà nội ba gian á thì sẽ phải làm bà đồng suốt đời không có được quyền thay đổi luôn thành ra là nếu mà là một người bình thường thì người ta cũng sẽ không chấp nhận là bà đồng đâu chỉ là bất đắc dĩ quá thì mới phải làm thôi và có một điều rất là kỳ lạ là khi mà bà nội ba gian đã quyết định nhắm tới ai rồi đó trong cái dòng họ của nhà bà kim á ví dụ như từ đời của bà ngoại nè rồi tới gì của bà kim rồi sau đó tới bà kim á thì những người được chọn trước khi mà người đó chấp nhận làm bà đồng á thì sẽ trải qua những cái đau đớn lắm à, điển hình như là sẽ bị sốt sau đó là nhức đầu rồi nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai rồi sau đó là con gái á, thì có cất kinh nguyệt á các bạn mà bình thường con gái có những cái kinh nguyệt đó là ba bốn ngày là hết đúng không riêng những người mà nghe theo tiếng gọi của bà bà nội ba gian á thì những cái người đó sẽ bị kinh nguyệt triên miên luôn tức là ngày nào cũng bị và không hết nha đó là cái giai đoạn mà họ có những cái tín hiệu cho họ biết là Bà nội Ba Danh đang gọi họ để họ trở thành bà đồng, là người kết nối với lại sức mạnh của bà nội Ba Danh. Nếu như mà cái người được chọn đó nhận ra sớm và làm một cái buổi lễ gọi là chấp nhận làm bà đồng á, thì những cái triệu chứng đau đớn đó sẽ biến mất, không có bị đau đầu rồi kinh nguyệt sẽ vẫn bình thường, không có bị dai dẳng, cơ thể sẽ khỏe mạnh lại và khỏe mạnh khỏe hẳn luôn, không hề bị một cái triệu chứng phụ nào hết. Tuy nhiên nếu mà người đó không chấp nhận nha và cứ ngoan cố từ chối cái sức mạnh thiên liêng đến từ bà nội bà gian thì những cái triệu chứng đó cứ dài dặn dài dặn dài dặn, dặn nó hành cái người đó ngày này qua tháng nọ ngày này qua tháng nọ thậm chí là thiếu điền muốn tự tử chết luôn mà bởi vì chính bà kim bà nói là bà đưa ra cái tay của bà ấy là có mấy cái dấu mà cắt tay á các bạn là bà cũng đã từ chối rất là nhiều lần bà không có muốn làm bà đồng và bà nói là tại sao lại là bà mà không phải là người khác. À, bả cũng tự tử nhưng mà bất thành cuối cùng thì đành phải chấp nhận cái sức mạnh và sau khi mà chấp nhận rồi thì bình thường cuộc sống của bả bình thường bả thấy là à, bà nhiều khi bả còn nghĩ là không hiểu tại sao ngày xưa mình lại từ chối mãnh liệt như vậy tại sao lại không chấp nhận sớm hơn nữa khi mà bả chấp nhận là bà đồng rồi thì chắc chắn sẽ có một cái buổi lễ để mà giống như là khai mở theo như theo như những gì mà bắp hiểu nha là giống như là Đã thông kinh mạch đó các bạn nếu như mà không có cái buổi lễ đó thì Bà nội Ba Danh có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể nào thông qua cái người bà đồng để mà giúp đỡ, để mà truyền sức mạnh được. Mà phải có một cái buổi lễ để mở một cái cánh cửa để tiếp nhận những cái năng lượng từ đấng thiên liêng ở trên người ta tiếp nhận xuống. Đó mở ra cái cánh cửa đó để cho bà nội Ba Danh có thể thông qua bà Kim và truyền sức mạnh tinh thần, uh, truyền sức mạnh tâm linh cho bà Kim để cho bà Kim có thể à, làm những cái phép ở trong làng và giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. kể tới đây thì chắc là các bạn cũng sẽ phần nào tò mò muốn biết về bà nội Ba Danh nhìn như thế nào, tại sao lại quyền lực như vậy. thì như đã nói bà nội Ba Danh mọi người cũng không biết là bà ấy xuất hiện từ khi nào nữa, chỉ biết là à, cái biểu tượng của bà nội Ba Danh là tượng của một người phụ nữ cái đầu được đội một cái cái khăn giống như là cái đầu được quấn lại cho gọn gàng ấy các bạn và người phụ nữ đó ngồi xếp bằng ở trong rừng. Đó chỉ đơn giản là một bức tượng đá của một người phụ nữ ngồi xếp bằng ở trong cái khu rừng đó. Và mỗi lần mà làm lễ là đông lắm. Nguyên tất cả những cái thôn xóm ở gần đó là kéo tới cái khu rừng để mà làm lễ ở dưới chân Um, ở dưới chân của bà nội ba danh mà chỉ có một bức tượng đá như vậy thôi mọi người tôn sùng thờ cúng bà nội ba danh có một điều bà kim kể lại khá là bất ngờ đó là ban đầu bắp tưởng đâu là từ đầu là bà kim đã được chọn rồi nhưng mà không thực ra là bà kim có một người chị gái mà và bà nội ba danh chỉ có truyền sức mạnh cho những cái người con gái trong dòng tộc của nhà bà kim thôi thì người đầu tiên được chọn ở trong gia đình đó là không phải là bà kim mà là bà hoa là chị của bà nhưng mà không hiểu nguyên do vì sao à, sau đó thì bà nội ba danh lại đổi ý, sau đó lại chọn bà kim, tại vì ban đầu là chị của bả có những cái triệu chứng đó, sau á thì hết, thì sau khi mà bà hoa không có bị chọn nữa, bả cũng đi theo đạo thiên chúa luôn các bạn, bỏ bỏ đạo luôn, rồi tới phiên của bà kim, thì bà kim cũng vật vả lắm mới cuối cùng chịu chấp nhận là làm bà đồng và chấp nhận đi theo tiếng gọi của tâm linh, đi theo tiếng gọi của bà nội ba danh và đó là sơ lược về tất cả những cái sự việc đã diễn ra trước đó, sau khi ekip phóng sự đến và phỏng vấn bà kim được đau một ngày các bạn là bà dẫn quy một cái ekip đi đám ma luôn. đi qua bên đám ma của nhà bà chị của bà. Chồng của bà Hoa chết, ông Bình chết. khi mà đến đám tang á, mọi người tới dự đám tang và phụ ở ngay chỗ đám tang đông lắm. À, trong đó có anh cả là ông Thái với lại cô Lan. thì cô Lan cô trẻ quá chẳng lẽ kêu bà, bà trẻ lắm các bạn. ông Thái á à, gặp bà Kim á thì trách hờn kêu là sao mà tao không có gặp mày không khi nào gặp mày hết vậy mày ở đâu mà mày cứ trốn tụi tao anh em mà mấy năm không gặp nhau tại vì uh, bà Hoa và bà Kim cũng có cái gì đó xích mích với nhau không có được hòa thuận chính ông Thái ông còn nói là ông cũng giúp đỡ rất là nhiều để cho bà Hoa và bà Kim hòa thuận với nhau nhưng mà không kỵ nhau hay sao mà chả biết là có hiểm khích gì mà hai người uh, chỉ có là có người chết ông thái ông còn nói mà không có người chết thì chắc gì đã gặp được mày nói với lại bà kim là như vậy đó các bạn trong khi ông thái ông cứ lãi nhải thì bà kim vẫn cứ im im thôi các bạn chứ bà không trả lời khi mà bà kim tới gặp bà hoa cũng chia buồn đồ các thứ thôi trong buổi đám tang đó thì mới gặp cái cô con gái của bà hoa là cô minh đó các bạn trội của xinh cực kỳ xinh của đẹp cực kỳ đẹp luôn và bên lề một chút Phải nói là cái cô diễn viên đóng cái vai Minh này nè Minh, cái tên ở trong phim là Minh các bạn Cho nên mỗi lần mà gọi Minh nó hơi mệt Mà bóc gọi tắt lại thành Minh luôn ngay cho nhanh Cái cô diễn viên hình như tên là Narelia Bác không biết là bác có đọc đúng hay không Nhưng mà cổ diễn đúng đỉnh luôn, đúng hay luôn Và xinh đẹp cực kỳ các bạn Quay trở lại về bộ phim à, Minh tới đám tang của cha mình Và bà Kim á, thì bà cũng có hỏi cháu gái của mình Hỏi thăm đôi ba câu Tại vì nghe đồn đâu á Nghe nói á, là Minh là người phát hiện ra Khi mà bố của mình mất á là minh có mặt ở đó thì hỏi là con có sao không rồi an ủi các thứ thôi sau đó thì bà kim lại kể cho ekip nghe ở trong gia đình có bao nhiêu người rồi những cái sự việc gì xảy ra bây giờ bên gia phả của bà hoa và bà kim có đúng một đứa con gái thôi các bạn là cô minh thì khả năng cao lắm bởi vì à, bà kim là bà không có con không có chồng có con rồi khả năng rất cao minh sẽ là người con gái kế tiếp được chọn để mà làm bà đồng bà kim á thì bà biết vậy nhưng mà bà không có nói ra Tại vì bà Hoa bà cũng không có muốn làm bà đồng mà đặc biệt là bà lại càng không muốn con gái bà làm bà đồng. Trong lúc mà phỏng vấn bà Kim á, thì được biết, sau khi lấy chồng, bà Hoa bà kế nghiệp gia đình chồng. Ở bên phía bên nhà chồng á, là có bà mẹ chồng bà chuyên bán thịt chó và bà cũng kế nghiệp luôn cái quầy thịt chó đó. Sau khi mà ba mẹ chồng mất, á, bà bán thịt chó các bạn. Mà cái việc bán thịt chó này nghe nói là bên Thái Lan đã bị cấm rồi nhưng mà bả vẫn làm, bả làm chui, bả làm lén thôi và theo như lời của bả là người mọi người người ta vẫn ăn thì có người ăn thì có người làm và người xưa tới giờ thì vẫn có người ăn thôi thì làm thôi chứ đâu có gì đâu. Thì đó là theo lời của bà Hoa, chưa gì là thấy thấy nặng nghiệp rồi đó. Trong khi nhà của bả có nuôi chó nha, có nuôi một con chó dễ thương lắm màu trắng tên là Lucky nuôi chó nhưng mà vẫn bán thịt chó bình thường các bạn không hiểu sao luôn á chính bà kim còn nói á là cái việc bán thịt chó đó nó nó nghiệp lắm mà không hiểu sao á bà chị bả lại làm nơi mà làm đám tang cho ông bình á là cái chỗ làm tang lễ thôi chứ không phải trong nhà được đâu tầm tối rồi á thì mọi người khách tới thăm viếng á, dần dần người ta cũng đi về hết thì lúc đó minh mới đi tới gặp bà kim kêu bà kim đập lên tay bà kim này nè kêu là gì ơi dì ơi à, mẹ của con nhờ gì á à, đi về nhà lấy đồ giùm cho mẹ con rồi mẹ con viết vô trong mấy cái tờ giấy này rồi nè Dì cứ coi đó rồi chạy về nhà lấy đồ giùm mẹ con nha rồi sau đó thì minh rời đi thì lúc mà minh rời đi rồi á tự nhiên bà kim mà nổi hết cả da gà luôn các bạn cái chỗ mà hồi nãy minh động vào trong người của bà đó giống như là nó lạnh mà cái cảm giác nó nó rợn cả người ghê lắm Bà Kim bác cũng không hiểu tại sao luôn á Thế là bà cũng đứng dậy mới đi lấy đồ giùm chị bà Bà chạy đi tới nhà của chị bà Đi lên phòng của chị bà Lấy mấy cái đồ mà trong tờ giấy đã ghi Xong rồi bà mới quay trở lại cái chỗ đám tang đó Đưa đồ cho bà chị bà Thì bà Hoa mở ra còn nói chứ Ê cái này không phải cái này mày lấy sai rồi Cái bà Kim bà nói vậy sao nãy bà không đi lấy đi bắt tôi lấy bắt tôi đi lấy anh chị tự mình đi lấy đi chứ chứ đó người ta lấy giùm cho rồi kêu lấy sai lấy đúng nữa thì hai người đang nói chuyện á thì ở bên kia con minh á nó nhậu với bạn nó các bạn đám ma mà nó ngồi nó nhậu mà nó cười hô hố cười ha ha nó nhậu nó uống quá trời rượu luôn đang là thấy nó nhậu như vậy tự nhiên nó nổi điên lên nó nhìn qua một cái ông tại vì đám ma thì có chỗ bên đây thì quyên đám trẻ nó nhậu bên đây thì những cái người lớn người ta nhậu thì khi mà nó đang nhậu nó quay nó đứng dậy nó chửi nó chỉ qua thẳng cái mặt của cái ông chú đối diện á nó chỉ ổng nó kêu sao mày chửi tao mà trong khi cái ông đó là ổng lớn hơn nó nhiều ổng là bực cha bực mẹ nó đó mà nó chỉ thẳng mặt nó kêu sao mày chửi tao. Cái ông kia ổng hoảng luôn các bạn mà nó cống lắm nha, nó nhào tới nó súng tới nó kêu mày làm gì mày chửi tao hai thằng chó mà chửi tục tiểu lắm kìa, không có tôn trọng người lớn gì hết mà giống như hồi nãy á khi mà Minh đi tới nói chuyện với lại dì Kim á thì cái cách nói chuyện là một đứa con gái rất là lễ phép, rất là nhẹ nhàng Và hành xử cũng rất là nhẹ nhàng Nhưng mà lúc này á, lúc mà đứng lên nó chửi cái ông chú kia Thì thấy nó y như là một cái con người khác vậy đó Hay là do nó uống nhiều rượu quá rồi nó đổi tánh, đổi nết thì không biết Chỉ biết là nó đứng lên nó chửi Cái ông kia tội các bạn, ông kiểu Ủa tao đâu có chửi mày đâu mày bị gì vậy Còn cái con này thì nó đứng nó sấn tới Nguyên một đám bạn phải nhào vô can Bà mẹ phải chạy tới can, bà Hoa chạy tới can Thì con Minh này nó quay qua nó kêu Mẹ, xử nó đẹp, xử đẹp nó cho con Nó chửi con kìa, ở à, sao mày chửi tao là con điếm Mày chửi tao là điếm nặng điếm kìa Trong khi ông kia không chửi con nào luôn các bạn Ông có nói là tao không có chửi nó, tao không có chửi nó, tao không làm gì nói luôn á Thôi mà mọi người phải kéo nó ra bên ngoài rồi cho nó ngồi bình tĩnh lại Tự nhiên nó dữ là dữ luôn Sau khi mọi người đã cản ra hết rồi Thì khách cũng dần dần tản đi ra về tới tầm khuya thì chỉ có những người thân người ta mới ở lại người ta giúp đỡ các bạn thì người ta sẽ mán những cái mùng rồi rồi người ta ngủ gần gần nhau tới tối thì cô Lan là vợ của ông Thái của phải đi về nhà của chăm con à ông Thái cô Lan là hai người có hai một đứa con trai đúng không gia đình của ông Thái và gia đình của bà Hoa ở chung với nhau giống như, như một cái nhà lớn thì chia ra hai gia đình ở à, ở trên lầu á thì ông Thái ở với vợ là Lan với lại đứa con trai còn ở dưới lầu á là Minh và bà Hoa ở dưới lầu còn riêng về bà Kim thì bà ở riêng cái nhà của bà. Tại vì nhà bà Kim là để thờ cúng, rồi nhà của bà là để cho mọi người tới để mà nhờ vả chuyện tâm linh á, cho nên bà ở riêng. Quay trở lại vào tối ngày hôm đó, thì cô Lan và chồng của cổ thay phiên nhau chăm con rồi thay phiên nhau ở nhà với con các bạn. Khi mà cô Lan đi ra xe để đi về á, bà Kim cũng có đi theo cô Lan để mà hỏi chuyện, hỏi về con bé Minh á, hỏi là tại sao mà hôm nay nó nó dữ vậy, bình thường thấy nó hiền lắm mà. Hay là do nó uống rượu nó dữ vậy, bình thường nó có uống rượu nhiều như vậy không? thì Lan nói là ở chung nhà thấy nó lâu lâu cũng có bạn bè tới chơi rồi cũng có uống rượu nhưng mà chưa bao giờ thấy nó giữ vậy hết trơn á không hiểu sao mà tối nay nó giữ vậy luôn nói chuyện xong rồi thì Lan lên xe đi về bà Kim quay trở vào bên trong để mà ngủ tại vì cái chỗ mà bà Kim ngủ là ở đây cái chỗ mà con bé Minh nó ngủ á, thì ở bên đây giăng hai cái mùng rồi nằm ở đó ngủ thôi các bạn thì khi mà bà Kim mới đi vô á bà nằm xuống bà tính ngủ rồi bà quay qua bên mé kia bên chỗ con bé Minh á thì thấy nó đang ngồi bực dậy nó ngồi nó nhìn vậy nè đó nó ngọn vậy nha các bạn rồi nhìn theo hướng nó nhìn á thì thấy một cái bà bà đó là bà bị mù bà già lắm rồi bà tám mươi mấy tuổi rồi bà đứng bà chống cây gậy rồi bà bà đứng ở đây giống như là bà ấy với bé minh nhìn nhau nhưng mà bà đó là bà bị mù nha bà đứng một chập rồi á, thì bà rời đi khi mà bà rời đi thì con bé minh á, nó nằm xuống nó ngủ lúc đó ekip có quay lại được mà nguyên một cái quá trình như vậy á, là do camera man quay nha các bạn những con người rất là chuyên nghiệp trình 24 trên 24 còn hơn camera an ninh nữa các bạn quay 24 trên 24 để mang đến cho chúng ta những thước phim chân thật nhất và cũng chính vì những cái anh camera men này á, cho nên khúc cuối cứ những cái khúc nó rất là thiếu muối luôn nhưng mà thôi để tới khúc cuối đi rồi tính sau quay trở lại về cái hành động kỳ lạ của bé minh à, bà kim á, thì bà để ý rồi bà địa rồi bà nói là con bé này nó có cái gì rồi đó chứ nó không có được bình thường đâu nghĩ sao vậy bà đồng nổi tiếng ở trong vùng mà sao mà không biết được qua ngày hôm sau cũng là ngày chuẩn bị đem xét của chồng của bà hoa đem đi thiêu á thì ở trong làng lại nhận được hung tin có một người vừa mới chết và cái người vừa mới chết đó chính là bà già mù nhà ở đằng sau cái chùa cái bà già mà hồi tối á đã quay được là bả đứng bà nhìn minh đó các bạn qua ngày hôm sau bả chết mà người ta nói là không biết tại sao bả chết thì chắc là bả già quá cho nên bả chết mọi người cứ nghĩ vậy thôi thấy cảnh sát tới rồi mang xác của bả đi người ta cũng đi ra coi nhiều lắm thì sau khi mà nhiều chuyện xong rồi mọi người lại quay trở về công việc chính là quay trở lại à, giữ đám tang của lại ông bình đem xác của ông đi thiêu sau khi làm lễ thiêu xong rồi mọi người đi về thì lúc đó ekip á, có lần đi theo minh mà lén lén đi theo sau thôi nha các bạn quay được một cái khúc á là con minh á nó đứng nó đối diện với lại một cái bức tường rồi nó đứng nó nói chuyện với cái bức tường đó và nó vừa nói cái người đó người nó tự nhiên nói xong giật lên nhìn thấy sợ lắm. Ekip quay được cái khúc đó. Thì sau khi mà dự đám tang xong rồi á, ekip cùng với lại bà Kim mới đi lên xe trên xe đi mà ekip cũng không biết là bà Kim đi đâu. Bà Kim lái xe chạy một mạch tới nhà của bà Hoa. Khi mà tới nhà của bà Hoa thì lúc đó bà Hoa ở trong nhà bà kim mới xong vô trong nhà không nói không rằng xong vô trong nhà rồi biết cái phòng của con minh ở đâu á bà xong vô trong phòng của con minh bà lục loại đồ đạc mà bà hoa bà chạy theo bà cản không kịp luôn à, bà chạy thấy bà kêu là mà bà, bà kim bà to con hơn bà hoa nhiều thành ra là có cản cũng không cản được bà kim lục hết đồ đạc ở trong phòng bà hoa thì hỏi là mày tìm cái gì vậy mày tìm cái gì mày nói để tao tìm chứ mày không nói làm sao bà tao tìm cho mày được mày mày làm cái gì mà mày lục đồ trong phòng của con gái tao lên tùm lum hết vậy trong khi bà Kim thì cứ lục lọi tìm tùm lum hết cái ông cameraman vẫn vẫn đứng quay lục lọi một hồi thì bà mở cái tủ đồ ra thấy trong tủ đồ có treo treo một cái gì đó giống như là một cái dạng bùa các bạn rồi bà mới cầm cái đó ra bà hỏi bà Hoa là bà cái biết cái này là gì không chị có biết cái này là gì không thì bà Hoa bà cũng sững người ra bà đâu biết đâu các bạn lúc đó Minh nó chạy về rồi nó mới đuổi hai bà ra nó nói là À, làm gì đi vô phòng của con vậy mẹ với dì làm gì vô đây rồi không được sự cho phép của con đi vô phòng con làm gì rồi đuổi hai người đi ra khi mà con minh nó cố gắng nó đuổi bà hoa với bà kim đi ra bên ngoài thì bà kim cố gắng hỏi minh là à, con có nằm mơ thấy gì không con có bị bệnh con có bị cảm rồi con có bị những cái triệu, triệu chứng như là có người nói chuyện bên tay của con không tại vì bà kim bản nghi ngờ là chắc là bà đồng ba danh đang bắt đầu chấm con bé minh này và đang bắt đầu truyền tín hiệu cho nó phải phát hiện sớm giúp đỡ cho nó rồi giúp cho nó làm cái lễ chấp nhận làm bà đồng chứ không là, là nó khổ lắm nó đau lắm nhưng mà bên nhà này thì phủ nhận à, kiểu như là không có muốn chấp nhận cái điều đó đó các bạn thì thấy con bé mình nó đuổi ra nó không nói gì hết trơn thì khi mà đi ra ngoài phòng khách rồi á bà hoa với bà kim mới nói chuyện với nhau à, bà kim mới hỏi bà hoa là chị có biết mấy cái này tại vì bà hoa cũng từng bị mà chắc chắn bà hoa biết những cái tín hiệu này nhưng mà bà hoa cũng đuổi bà kim về luôn các bạn bà hoa nói là hả à, mày đi về đi chuyện nhà tao tao tự biết lo chuyện con tao tao lo tống ta cần mày giúp đâu rồi đuổi bà kim đi về khi mà bà Kim đi về thì ekip của chương trình có hỏi bà Kim là cái vòng đã phát hiện trong phòng của con Minh là gì? Bà Kim bà mới nói đó là vòng trừ tà. Ở mới nào bắp tưởng đó là vòng thư ếm hay bùa chú gì đó nhưng mà không phải các bạn. Vòng trừ tà chứng tỏ là con bé này nó cảm nhận được cái gì đó không tốt lành rồi. Là nó phải bị ở trong người nó thì nó mới sử dụng tới những cái đồ trừ tà. Tại vì nó cũng ý thức được những cái đó sẽ giúp cho nó xua đuổi tà ma thì chắc là nó bị cái vấn đề gì đó. Sau khi đã nói chuyện với bà Kim, Ekip quyết định xách máy lên và đi theo con Minh để quay coi nó làm gì. Thì chứ nhà này cũng dễ, đi theo đi quay ai cũng được. Tại như là cái dạng vlog á các bạn mấy dạng vlog mà các bạn hãy coi đồ ăn là luôn luôn có cameraman đi theo để quay á là cái bộ phim này là xuyên suốt bộ phim là cái hình ảnh là từ cái cameraman thôi. Vì vậy lúc nào cũng xuất hiện cái ông đó hết chắc mấy cái ông đó là bất tử không chết được đâu. Có một cái người cameraman đi theo quay con bé Minh, lúc đó là chiều tà rồi, nó dắt chó đi dạo. Cái anh đó anh đi theo ảnh à, cũng hỏi con minh đó là tại sao em lại treo mấy cái dòng trừ tà đó ở trong phòng thì con bé này nó không trả lời nó cứ bực mình á nó nói là tại sao lúc nào cũng phải đi theo tao rồi phá độ tao như vậy tao lớn rồi mà tao có còn nhỏ đâu thì ảnh hỏi nó không trả lời xong rồi ảnh hỏi là ủa oh, ơi rồi ngày hôm qua hồi tối hôm qua sao em gặp bà mù rồi em với bà mù nói gì với nhau hả hiện bé minh nó nói là bà mù nào làm như có bà mù nào đâu nó đi được một chập thì nó nhìn qua bên bên mé bên, bên kia thì bắp nhìn thấy giống như cái chuồng heo á mà không biết phải cái chuồng heo hay không thấy có người bận cái áo trắng đang đang kiểu như là đứng ở bên cái mé cái chuồng heo đó nhưng mà quay lưng ra phía ngoài quay lưng ra phía con bé mình thì con bé mình nó nhìn về cái hướng đó nó đứng nó nhìn một hồi á rồi nó mới hỏi cái anh mà đi chung á cái anh mà quay phim á nên hỏi là anh có thấy cái người đó không thì anh đó anh cũng quay qua đó anh thấy quay được lên trên camera mà các bạn nói là ừ thấy xong rồi ảnh mới quay là hỏi nó là sao vậy có chuyện gì sao thì nó không trả lời nó đi luôn thì theo như cái hành động này của con bé minh á bóp nghĩ rằng trước đó nó đã từng thấy một số cái hình ảnh nào đó mà chỉ có một mình nó thấy thôi những người xung quanh nó không thấy thành ra khi mà nó thấy có cái người đang đứng ở ngay chỗ đó đó là nó liền hỏi cái người kế bên coi là có thấy hay không để nó khẳng định là những người khác cùng thấy chứ không phải chỉ một mình nó thấy mà những cái mà không ai thấy con mình nó thấy là gì là hồn ma là vong chứ gì nữa thì bác nghĩ là cái việc mà nó nhìn thấy vong là đã có trước đó rồi rất là lâu rồi bây giờ hả nhìn con bé đó lúc tỉnh táo lúc không tỉnh táo thấy ghê lắm các bạn sau đó thì Ekip quay trở về phỏng vấn bà Kim và hỏi bà Kim là tại vì Ekip cũng đoán ra được và cũng động tình và cũng đồng tình với lại bà Kim á là bà nghi ngờ hiện tại bé Minh đang là điểm nhắm của bà nội Ba danh và những cái triệu chứng trước khi bà nội Ba Dan sẽ nhập vào trong một người như thế nào thì bà cũng có nói luôn. Thì sau đó ekip nghĩ là như vậy là rất có thể một cái thế hệ bà đồng khác sẽ ra đời và tại sao lại không quay lại không ghi hình lại cái quá trình sinh ra một cái bà đồng khác từ lúc mà người đó không chấp nhận để làm bà đồng cho tới lúc mà người ta chấp nhận thì sẽ như thế nào? Đó, ekip quyết định là quay hết. Thế là ekip mới xin phép gia đình là cho phép đi theo ở bên nhà của bà Hoa để mà quay gia đình của bà Hoa và quay bé Minh. Tại vì hiện tại bé Minh đang là cái nhân vật được chú trọng nhiều nhất, được chú ý nhiều nhất. Thì gia đình đồng ý. Thế là ekip mới sắp xếp tất cả những cái cameraman, những cái người quay phim để mà đi theo quay những cái thành viên trong gia đình của Minh là bà Hoa, Minh và cả ông Thái rồi những cái người trong nhà luôn các bạn. Ngày đầu tiên có một anh quay phim đi theo để mà quay Minh. Hai người cùng đi lên chiếc xe túc túc, uh, xe túc túc ở bên Thái Lan giống như chiếc xe lam ở Việt Nam mình đó các bạn. Bé Minh dùng phương tiện đó để đi làm. Uh, kêu bé bé vậy thôi chứ cũng à, uh, bóc nghĩ 20 tuổi, 20, 21 tuổi á nha các bạn. Bóc hay gọi mấy bé nhỏ nhỏ là bé, tại thấy dễ thương, đẹp gái trời ơi. Trên đường đi thì bé Minh cũng vui lắm các bạn, hồn nhiên, dễ thương giống như là con gái mới lớn, nó dễ thương lắm. À, nó cười cười nó hỏi ủa sao anh cứ cầm máy quay anh quay hoài vậy hả cái anh quay phim anh nói là ờ cái công việc của anh mà nhưng mà em cứ thoải mái đi cứ bình thường thoải mái đi thì khi mà tới chỗ làm á anh cũng quay anh hỏi quay vòng vòng chỗ làm thì cũng có xin phép để quay chứ thì sau khi mà xin phép cái ông chủ cho quay mà à, cũng phỏng vấn minh ở đó luôn hỏi là em làm gì công việc của em là hàng ngày làm gì minh mới trả lời là minh giống như là làm ở bên phần nhân sự các bạn sắp xếp công việc rồi tuyển dụng cho công ty và minh nói lúc mà trả lời phỏng vấn minh rất là vui và tràn đầy sức sống tràn đầy năng lượng tràn đầy sự hạnh phúc luôn á à, minh nói là minh rất là thích cái công việc của mình và làm không có thấy mệt chỉ có nhiều khi chiều chiều vắng thì buồn ngủ thì sẽ ngủ một lúc rồi sau đó là dậy làm việc tiếp à, công việc thì rất là tốt và minh rất là thích công việc của mình bởi vì minh thích cái cảm giác thấy được người ta có công việc để người ta có thể đi làm có tiền lo cho gia đình của người ta cho nên minh thích công việc của mình và rất là hài lòng về nó không có gì gọi là bất mãn hay là ghét cái gì hết á trong lúc nói chuyện phỏng vấn thì có một cái khúc mà phải nói là bắp sợ bà minh nha các bạn sợ bá luôn á có một cái đoạn là nói về bà đồng tại vì anh quay phim anh hỏi là em nghĩ sao về vấn đề bà đồng minh nó mới trả lời là trời mấy cái đó nhảm nhí quá anh ơi làm gì có bà đồng ba cái đó là tặng bịa ra thôi à, làm gì mà có cái chuyện chuyện mà thần linh mà nhập vô cái con người rồi em nghe nói gì mà có bà đồng Doraemon nữa có bà đồng Doraemon nữa các bạn nhưng mà có một đoạn mà bắp sợ bà thiệt luôn á khi mà minh giả dạng nói tiếng của bà đồng thì khi mà bà đồng nhập và làm lễ á, thì người ta sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ khác Minh mới giả Khi mà Minh nó giả Cái giọng đó nghe nó sợ lắm nha các bạn Trời nghe mà thấy là có tiềm năng lắm luôn á Nói như <laughs> chỗ mình nhìn cái mặt nó biến thái lắm kìa à, nhiều khi mặt mình biến thái hơn <laughs> tội nói mà tội cho con nhỏ nhưng mà cái khúc đó bắp nhìn nó là bắp thấy chỗ con nhỏ này cái mặt nó mà không bị nhập cái mặt này mà không bị nhập là thấy cũng ổn có tiềm năng lắm luôn á nó vừa nói nó vừa cười các bạn nhưng mà lúc đó thì nó vẫn còn tỉnh táo nhiều cái phần tỉnh còn nhiều lắm chứ nó không có bị nhập nhiều sau khi đã phỏng vấn và nói chuyện với Minh xong thì quay trở về có một bên ekip đi phỏng vấn bà Hoa lúc mà bà đang làm ở ngoài cái quầy bán thịt chó đầu tiên là hỏi về cái việc bán thịt chó của bà nói là nhà bác muốn nuôi chó mà tại sao lại bán thịt chó như vậy thì bà nói là xưa tới giờ có người ăn thì có người bán thôi à, với lại cái việc này người ta ăn từ xưa tới giờ rồi sau cấm thì cấm cho người ta vẫn ăn thôi. rồi bà nói có nhiều người người ta nuôi cá coi thì người ta vẫn ăn cá đó thôi chứ có khác cái gì đâu. Cứ bà vẫn không có cảm thấy là có cái gì sai trái trong cái việc làm của bà đó các bạn và trả lời rất là hồn nhiên và rất là tự nhiên như thể đó là một cái việc hiển nhiên vậy đó. À, sau đó thì hỏi về cái vấn đề mà ngày xưa nghe nói là bà hoa là cái người được bà nội ba gian chọn đầu tiên thì hỏi kỹ hơn là bà hoa có những cái triệu chứng gì thì bà cũng kể những cái triệu chứng giống như là bị sốt rồi sau đó là hành kinh suốt năm tháng trời không hết à, rồi nghe thấy tiếng nói thì thầm nhưng mà sau đó thì bà đi theo đạo thiên chúa bỏ bỏ đạo bà nhanh trí bà đi một cái bước mà không ai ngờ tới đó là bỏ đạo đi theo đạo khác rồi xin chúa là cho mình không có cần phải làm bà đồng thì sau khi mà bà đi theo đạo thiên chúa rồi thì mấy đứa con của bà sinh con ra bé Minh nó cũng đi theo đạo thiên chúa nhưng mà lúc mà đi làm lễ á thấy con bé Minh nó lấy cái điện thoại ra nó chơi giống như là nó không có nó không có thực tâm á để nó đi theo đạo vậy đó nếu mà người ta có một niềm tín ngưỡng mạnh mẽ thì người ta rất là nghiêm túc khi mà người ta đi lễ đi lễ chùa hoặc là đi uh, lễ ở bên đạo <laughs> nhưng vẫn bé Minh nó đứng đó, nó không nó trơ trơ ra rồi nó còn chơi điện thoại nữa chứng tỏ là nó không có cái niềm tin gì về tôn giáo hết rồi quay trở lại câu chuyện thì bà kể là sau khi mà bà Hoa theo đạo thì bà nội Ba Danh mới chuyển hướng đi qua bà Kim. Lúc đó là bà Kim đã đang đi học may ở, thành phố. Không hiểu tại sao bà Kim lại nghe nói là bị mất ý thức rồi gia đình phải đưa về. Sau khi đưa gia đình đưa bà về, á, bà bắt đầu có những cái triệu chứng của bà nội Ba Danh chọn. Rồi sau đó thì bà cũng là kế thừa À, cái chức lên đồng ở trong gia đình luôn Tại vì trước đó thì dì và bà Bà ngoại trong nhà cũng là bà đồng mà Thành ra hiểu tất cả những cái nghi thức Và đã đưa bà đi làm cái nghi thức để mà chấp nhận làm bà đồng à, Đi theo tiếng gọi của bà nội ba danh Sau đó thì ekip hỏi một câu rất là duyên dáng luôn à, Bác nghĩ sao về việc mà Nếu như mà Minh được bà nội ba danh chọn Và bà Hoa trả lời rất là lịch sự Mày hỏi gì ngu vậy mày làm phóng viên mày hỏi như vậy thôi mày nghĩ luôn cho rồi đi mày hỏi chi vậy tống tống tin được mày hỏi được câu đó mà giờ mày còn đi làm được luôn á sau đó kêu thôi không quay thì nữa không quay nữa không quay nữa wow chứ trời ơi, hỏi một câu gì duyên dáng kế tiếp đó là liên tiếp những cái đoạn tài liệu quay về phía của mình cái khoảng thời gian mà ekip đi theo là noel các bạn là à, bên đạo là chúa ra đời đúng không mọi người mới kỷ niệm cái ngày đó thì khi mà mọi người đang chuẩn bị thôi chưa có tới chừng hai ba ngày nữa mới tới thì khi mà chuẩn bị cho cái ngày đó Những cái bạn ở bên đạo thì các bạn ấy à, Trong cái bộ phim này nè Sẽ có một cái buổi diễu hành À, có những cái xe hoa rồi sẽ có những cái người đóng giống như là thiên thần á đứng ở trên rồi vẫy tay chào rồi những cái diễu hành của bên đảo á các bạn cũng không biết gọi là gì nhưng mà đại khái là vậy và bởi vì bé minh quá xinh đẹp đi cho nên được à, làm thiên thần bận một cái đầm trắng giống như là đầm công chúa đầm đầm đám cưới vậy đó các bạn để mà làm thiên thần dễ thương lắm trời mà minh rất là xinh rất là xinh gái đẹp gái lắm mà bận vô là thấy y như là thiên thần luôn á mọi người đi tới đó bận đồ thử đồ để mà diễn tập cho cái buổi diễu hành á thì lúc đó minh á, đã thử đồ xong rồi mình mới đi tới cái quầy giày dép để lựa dép Thì có rất là nhiều giày dép của người lớn Minh lại không mang Minh lại lấy một cái chiếc dép của con nít Nó sỏi trong chân Xong rồi nó đứng nó nhón chân Nó, nó múa múa ở trước gương á Nó ngắm nghía cái đôi giày đó Rồi nó nhìn này <laughs> Đẹp quá <laughs> Đẹp quá Nó vậy đó các bạn Xong nhỏ bạn tự xa đi tới Kêu là Ủa Minh Sao mà dép mày mày không mang rồi mày lấy dép nít mày mang chi vậy Nghịch quá à Thôi thì trả cho người ta đi mang hư dép của mấy đứa nít rồi khen là trời ơi đẹp ghê Trời ơi mày bẩn này đẹp ghê Thì đại khái vậy thôi Thì sau cái hôm mà thử đồ tới tối à, Minh mới đi vô club, đi vô bar, quẩy Đi quẩy với bạn bè Khi mà anh quay phim theo gót Minh đi vô cái quán bar đó Thì không biết bằng một cái thế lực nào Mà anh có thể lôi được cái con bạn thân của cái con Minh ra để mà phỏng vấn Hỏi là dạo này có thấy Minh có thấy triệu chứng gì lạ hay không Bởi vì thật sự là ekip cũng đang ra sức coi thử coi là Minh có triệu chứng gì lạ hay không để về báo cho uh, Bắc Kim bác biết. Khi mà cô bạn thân của Minh nghe hỏi là có biểu hiện gì lạ hay không thì cái cô đó nói là có. Cái con này nó bị gì á. Cái bữa nè, nè anh coi nè, hôm bữa tôi quay lại được nè. Thì cái đó là một cái đoạn video quay. Bữa đó hai đứa là Minh với lại cái cô bạn đó đi vô trong khu vui chơi chơi. Mà cái khu vui chơi có khu của nít, có khu của người lớn. Mà cái khu người lớn á thì Bé mình nó không chơi đâu Nó đi qua khu con nít nó chơi Mấy cái chỗ mà nhà banh nó các bạn nhảy xuống nó chơi Nó dành đồ chơi với nít Rồi cái cái tuột Mà cái tuột nó thấp chủng mà dành cho con nít chơi mà cái chỗ cầu tuột dài vậy nè cho quá trời nít nó tuột xuống thì một lần hả ba bốn đứa năm sáu đứa nó tuột xuống một lần được bé mình nhào vô đó nó tuột nó dành đồ chơi với người ta thì nó tuột thôi không nói ở trên nó tuột xuống thì có một bé gái nó tuột sao á nó tuột chúng bé mình cái bé mình này nó quạo nó đứng dậy nó nhìn con bé đó xong rồi nó xô nó xô nhỏ mà con bé kia chừng năm sáu tuổi thấy thương các bạn bị xô đập đầu vô tường luôn mà xong rồi nó té xuống nó khóc quá trời khóc luôn là một lần thứ nhất lần thứ nhì y chang nó ngồi nó giận dỗi hồi nó lại leo lên nó tuột xuống mấy minh á nó tuột xuống rồi con bé khác đụng nó nó lại đứng nó nó đẩy y như là mấy đứa con nít mà nó chơi với nhau mà nó giận nhau nó đẩy nhau vậy đó rồi cái mặt của nó mặt mặt của con bé minh lúc mà quay video là nó quạo y như là cái đứa con nít nè bị người ta giành đồ chơi mà quạo quạo quạ vậy đó rồi sau cái khúc đó là một hồi nữa là bình thường Nó như là không có chuyện gì xảy ra Như chưa từng có cuộc chia ly vậy đó các bạn Thì cái cô bạn thân nó quay được cái đoạn video đó Và cái anh quay phim anh cũng có quay lại Sau khi đã phỏng vấn xong Thì cái cô bạn kia đi vô chơi với Minh Rồi hai đứa uống bia uống rượu Một hồi nữa cái cô bạn thân kia say bếp nhà Say rồi nằm gục trên bàn luôn Thế là bé Minh nó mới đứng dậy Nó đi, nó đi, nó đi lang thang Nó tháo giày dép ra đó đi chân không nha các bạn một thân một đứa con gái đi buổi tối mà nếu mà không có anh quay phim đi chung với nó là chắc là nguy hiểm lắm luôn á đã vậy nó còn xỉn xỉn nữa nó đi mà cứ lạng qua đây nó lạng qua kia nó đi con mình nó đi trong đêm trời ơi thấy nguy hiểm dễ sợ luôn các bạn anh quay phim anh cứ đi theo thế là nó chuỗi nó kêu là anh đừng có đi theo tôi nữa anh đừng có quay nữa làm gì mà cứ đi theo đi quay hoài à thì đi một hồi á thì thấy nó đi vô chỗ làm cái chỗ công ty mà buổi sáng nó tới nó làm á nó mở cửa nó đi vô rồi nó nằm ngay chỗ cái ghế chờ của mấy cái người công nhân á Nó nằm ngay đó nó ngủ Cho tới đâu sáng luôn các bạn Sáng có cái chị kia chỉ vô công ty Chỉ mở cửa cho những cái người công nhân vô làm á Thì thấy con bé này nó nằm đây nó ngủ Mới lay nó dậy kêu là Minh ơi em dậy sao mà ngủ ở đây Dậy đi rửa mặt đi rồi còn đi làm Đi vô làm rồi phân công cho mọi người làm Thì con này nó mới Nó mới từ từ mở mắt ra rồi nó mới Mệt lắm lúc, đó, lúc này nó mệt thực sự luôn á Rồi nó không hiểu tại sao nó ở đó nha các bạn Sau đó từ từ nó đứng dậy nó vẫn còn đang mệt nó vẫn còn đang choáng nó đang đứng dậy nó đang định thần lại thì nó thấy mọi người đang nhìn nó tại vì trong chỗ đó đông lắm nhiều người tới xin việc rồi nhiều người tới để chờ phân công việc làm á là đâu cái chục người ở trong cái nhà đó ai cũng nhìn nó hết cái đó là ủa sao kỳ ai cũng nhìn nó cái bắt đầu nó nhìn xuống dưới chân thì lúc đó nó bựng cái váy màu trắng ngắn ngang đùi nha nó nhìn xuống máu á, từ ở trên nó chảy xuống ở trong chân nó chảy xuống mà chảy một dũng nha các bạn chảy mà ào ào chảy xuống á chứ không phải mà dạng như là chảy từng giọt từng giọt thì mình không có nói là chỉ một dũng luôn nó, nó sợ quá trời sợ nó chạy qua vô nhà vệ sinh anh quay phim anh chạy theo anh quay phim ảnh lúc mà vô nhà vệ sinh có một cái khe hở như này nè anh cũng lia cái máy rồi để anh quay với con bé thì thấy hả nó nó khóc nó, nó khóc nó đau bụng nữa nó vừa chảy máu nó vừa đau bụng rồi nó lấy đồ nó lâu ảnh cứ đứng ảnh quay tự trong nó phóng ra nó đóng cửa một cái sầm rầm lại kêu là đừng có quay nữa sau đó thì minh vẫn quay trở lại ráng mà làm việc cho hết ngày lúc mà đi về là bà mệt thấy bà tội lắm thấy minh á tội ơi là tội luôn á người lắp bắt đầu yếu đi hẳn rồi đó hôm bữa là còn cái lúc mà ekip đi theo phỏng vấn cái ngày mà đi làm còn vui vẻ trả lời thần sắc là còn khỏe 80% thì bây giờ cái sức khỏe đó nó xuống còn khoảng chừng 50% thôi nha các bạn Nên nào, ngồi ở trên trên chiếc xe túc túc á người mới ngồi nó thờ thẫn nó mệt rồi nó quấn cái áo ở dưới để che cái váy lại à, thấy tội vô cùng luôn. Lúc mà đi về nhà bà Hoa bà cứ chạy theo bà hỏi là con bị gì vậy? Con có kinh hả? Rồi con có mấy ngày rồi? Rồi con có nghe cái gì tiếng nói rồi con có nằm mơ gì không? Thì nó không trả lời. À, rồi bà nói là con bớt uống rượu uống bia đi. Uống mấy cái đó không có tốt đâu, uống nhiều không có tốt đâu. Bà cứ nói nói bên tai nó rồi nó nghe nó nó mệt đó các bạn nó không trả lời. Sau đó thì bà Hoa bảo mới chạy đi kiếm ông Thái. Lúc mà chạy đi qua kiếm ông Thái á thì không thấy ông Thái trong nhà Chạy ra hỏi cô Lan thì cô Lan nói là chồng cổ đi đâu rồi không biết hình như là đã đi ra quán hát karaoke thế là biết địa điểm rồi bà Hoa bà mới chạy ra cái quán đó quán karaoke ôm là làm một ông hát rồi có mấy cái cô trẻ trẻ ngồi kế bên là ổng cũng mê mấy cái cô gái trẻ đẹp á các bạn mặc dù có vợ rồi nhưng mà vẫn bỏ vợ ở nhà để cho vợ nó chăm con xong rồi đi ra ngoài hát karaoke với mấy cái cô trẻ đẹp trời ơi coi mà ướt con mắt dễ sợ khi mà bà hoa bà thấy bà tức bà nhào vô bà đập cái bạn mới kêu hả trời ơi ở nhà vợ con thì không lo đi ra ngoài đây gái gú bà la đã đời á xong rồi bà lôi ổng ra một góc để mà nói chuyện bà hoa mới hỏi ông thái là có nhớ là ngày xưa lúc mà bà nội ba gian nhập vào trong người của bà kim á là có triệu chứng gì không thì sau khi mà tả tất cả những cái triệu chứng của lại con minh á ổng mới nói là cái triệu chứng đó là chắc chắn là đã, đã bị bà nội ba gian chấm trúng rồi bây giờ làm lễ lên đồng cho nó đi để cho nó chấp nhận là làm bà đồng bà Hoa bà nói là bà không muốn con bà làm bà đồng. Ông Thái ông nói thì lỡ như bà nội ba danh nhập vô trong người nó thì sao? Bà Hoa bà cũng không biết sao luôn, bà nói là bây giờ cứ tới đâu hay tới đó nghĩ cách thôi chứ bà không có muốn là con bé Minh nó nó làm bà đồng, làm bà đồng là không được lấy chồng, không được sinh con. Giống như là đối với bà là cuộc đời coi như chấm dứt rồi đó, cho nên bà không muốn vậy, bà không muốn con bà bị vậy. Về phần của Minh thì qua vài ngày sau Minh vẫn đi làm bình thường thôi, không có nghỉ làm. Nhưng mà tới tối ngày hôm đó lúc mà Minh đi về á, là bụng đau ơi là đau mà thấy cứ đau cái bụng cứ thấy lấy cái tay ôm cái bụng dưới vậy nè đau lắm thấy tội nghiệp lắm các bạn lúc mà đi lên trên xe túc túc á đau mà nó quặn cái người lại nó nó khó chịu á có cái bà kia bà chết thương lắm bà, bà, thấy con bé này còn nhỏ mà đau bụng vậy á là phụ nữ cũng biết là chắc là đau bụng kinh mà đau dữ dội á có nhiều người bị tới tháng là đau đau lắm cho nên bà cũng lo bà nói là con có sao không mà bà thấy bà dễ thương các bạn bà quan tâm thì tự nhiên cái con này nó điên lên, nó kêu là tao bị gì kệ tao bắt mới thì mày quan tâm rồi bên nhào lên nó tán cái bà kia nữa. Nó làm mà không ai chụp nó lại kịp luôn. Mọi người hoảng quá mới dừng xe lại đuổi nó xuống. Khi mà nó xuống thì các anh quay phim anh cũng phải đi xuống theo nó rồi quay nó. À, nó nó cứ đi lang thang ở ngoài đường á rồi nó mua rượu nó uống. Nó vừa uống nó vừa khóc rồi nó vừa sao cái tâm trạng của nó bất ổn lắm các bạn phải nói là cả tinh thần và thể chất của bé minh nó từ 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 đi xuống mà thấy khủng khiếp anh quay phim mới mang những cái đoạn video đó về cho bà kim coi thì bà kim cũng có hỏi là ngoài mấy cái này thì còn có những cái triệu chứng gì không ngoài những lúc mà nó hành xử như con nít ra thì còn có cái gì khác không thì anh quay phim nói là không chỉ thấy nó lâu lâu là giống như con nít rồi có những cái hành xử giống vậy thôi qua ngày hôm sau ở nhà bà hoa bà hoa đang ăn cơm với lại ông thái cô lan còn bé minh thì nó nhốt ở trong phòng nó không gặp ai hết không nó chỉ với ai hết bà kim bà mới đi qua khi mà bà kim đi qua gặp bà hoa á bà kim mới kêu á bà hoa là chị đi kiếm cho em cái cái vòng tay đi tại cái vòng tay mà em hay đeo á hôm bữa em đi vô nhà chị vô phòng chị em lấy đồ cái em mất mất tiêu cái vòng rồi chắc nó rớt đâu chởn hay là chị lên chị kiếm giùm em đi à, phòng của chị chị biết chị kiếm thế là bà hoa bà mới đứng dậy mới đi lên phòng bà kiếm cái vòng tay cho bà kim nhưng mà bà kim mới giả bộ thôi chứ bà đâu có bị rớt cái vòng tay nào đâu Tại vì muốn đánh lạc hướng để cho bà Hoa bà đi Bà Hoa bà đi rồi Bà Kim với lại ông Thái mới lực đực gõ cửa phòng của ông Minh Minh ra mở cửa Khi mà bé Minh ra mở cửa bà Kim mới lực đực hỏi là à, Dạo này con có nằm mơ thấy gì không Con có nghe tiếng nói gì không Con có triệu chứng gì không Con nói đi để cho gì giúp con nhưng mà con bé đó anh cứ ngờ ngờ ra nó không nói gì hết các bạn Hỏi gì nó cũng không trả lời hết Bà Hoa ở trên phòng đi xuống thấy vậy Thấy tự nhiên hai người này đang rù rì rú rí nói chuyện với con gái mình tưởng đâu á Tại vì mỗi lần mà bà nội ba danh nhập vào một cái người nào á Thì sẽ thay đổi giống như là chuyển từ bà đồng này sang bà đồng khác thì trong, đó, trong lòng của bà hoa nghĩ xấu cho bà kim nghĩ là chắc là bả đang dụ dỗ con mình để làm bà đồng đi để cho nó sớm thoát khỏi cái nghiệp bà đồng ở à, nghĩ là vậy thành ra tức lắm chạy xuống rồi đuổi bà kim đi kêu là mày đi về đi mày làm cái gì vậy mày mày mày, mày dụ dỗ con tao mày mày dụ con tao làm bà đồng phải không la rồi đuổi bà kim đi về các bạn xong rồi cũng có hỏi bé minh là hồi nãy gì à, tới nói gì với con vậy thiện minh không trả lời nó khóc quá trời luôn à, nó ôm mẹ nó rồi nó nói là con không muốn làm bà đồng đâu hai mẹ con ôm nhau khóc khi mà ekip phỏng vấn hỏi bà Hoa là bà nghĩ là hồi nãy bà Kim nói gì với lại Minh á thì bà Hoa kiểu đánh đá lắm các bạn bà nói là còn nói cái gì nữa thì tao nghĩ hả là nó nó muốn con tao thế chức của nó để cho nó không không cần phải làm bà đồng nữa chứ gì tao biết thừa là nó nghĩ như vậy vẫn nhìn cái mặt nhìn cái kiểu của bà là rất là độc đoán rất là nó nghĩ nghĩ xấu cho người ta thì sau đó hai mẹ con mới chở nhau đi khám tại vì bé Minh nó cứ bị đau bụng với các bạn rồi đưa nó đi khám sau khi khám và lấy thuốc xong hết rồi chiều bé minh nó đi dạo có anh quay phim ảnh đi theo anh quay rồi anh cũng hỏi chuyện anh hỏi là em thấy người như thế nào rồi có những cái triệu chứng như thế nào á thì bé minh kể là những cái triệu chứng như là bị sốt bị nhức đầu rồi nó có một cái giấc mơ cứ mơ thấy lặp đi lặp lại à, trong đó có một người đàn ông cao to ổng bận bộ đồ màu đỏ truyền thống à, ông ta cầm một cái cây kiếm rất là dài rồi ổng đứng ổng dậm chân lè cái lửa dài của ổng ra liếm cái cây kiếm đó ở dưới chân của ổng là một cái đầu cái đầu của một người nào đó mà cái đầu đó đang cố gắng nói với Minh một cái gì đó nhưng mà Minh không có biết là nó nói cái gì tại vì không có tiếng chỉ thấy miệng của nó mất mấy thôi không biết là cái đầu nó nói cái gì với Minh rồi Minh còn nói là Minh bị đau đầu đau lưng rồi đau luôn cả vùng vùng kính vùng kính của phụ nữ là là đau lắm giống như là bị xé ra vậy đó nghe thấy ghê lắm giống như là tất cả những cái nỗi đau khủng khiếp nhất đang dồn vào trong một cái cô bé rất là bé nhỏ luôn cả tinh thần và thể thể xác luôn thấy thương lắm các bạn qua ngày hôm sau lúc mà đi làm á Đang làm tự nhiên thấy Bé đó nó lại đau tiếp Nó lại cảm thấy đau ở dưới cái cái vùng kính đó mà Nó đau ơi là đau nó phải chạy vô trong nhà vệ sinh Rồi nó lúc mà nó chạy vô trong nhà vệ sinh Nó, nó đau quá nó phải nằm xuống dưới đất luôn Cái anh quay phim anh chạy vô anh hỏi là em có sao Em có cần anh gọi xe cứu thương cho em không Thì nó la lên nó đuổi anh ra bên ngoài Nó không cho anh giúp nữa Sau đó thì bé Minh nó cứ ở trong cái nhà vệ sinh nó một hồi Nó bớt đau rồi nó lại đi ra làm tiếp Mà nó cứ nằm vực vờ vực vờ vậy á Cái một hồi nó ông chủ gọi vô Lúc mà ông chủ gọi vô phòng nhân sự để nói chuyện với nhau á thì ông không cho anh anh quay phim vô anh nói là không có cho quay ở ngoài anh quay phim cũng ráng quay các bạn có cái khe cửa ông cũng ráng ông quay vô cho bạn được thì thấy á, lúc mà nói chuyện á cãi nhau là ý là ông chủ ông đuổi việc ông không cho cô cô minh làm việc ở đó nữa cái cô minh tức lên chửi cái thằng chó sao mà dám đuổi tao lại chửi tục chửi thề nữa nhưng mà cái con người bình thường của mình không phải là cái con người như vậy giống như là bị nhập bị dựa vô rồi chửi rồi đập phá đồ thế là phải đuổi cổ ra bên ngoài rồi hả cổ cũng phải gom đồ nghỉ việc bây giờ là không chỉ tinh thần sức khỏe mà cái công việc cũng mất mất việc làm luôn sau khi bị đuổi việc rồi thì tới tối ngày hôm đó là cái đêm noel luôn á các bạn cái đêm giáng sinh luôn là cái đêm diễn ra cái buổi diễu hành minh vẫn đi tới để mà chuẩn bị làm thiên thần để uh, đi trên cái chiếc xe diễu hành á bận đồ vô rất là xinh đẹp và sau đó là ngồi lúc mà ngồi đợi làm tóc á thì bé minh nó ngồi nó soi gương xong rồi nó ngứa ngứa cái miệng của nó nó cứ gì nào xong rồi nó đang bận cái đầm rất là lịch sự nha cái nó ngồi nó dắt chân lên như vậy nè đó nó ngồi như vậy nè nó ngồi như cái bà thím vậy đó nó ngồi xong rồi lấy cái tay nó khều khều cái răng nó Chời, nhìn nhìn nó tục dễ man luôn á các bạn nó như là nó khều, khều khều cái răng nó giống như là nó ăn xong rồi nó ngồi nó xỉ răng nó lấy cái tay nó xỉ răng vậy đó rồi nó càng cười cười thì nó lại càng ngứa thì nó càng cười 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 mạnh hơn nó cười mà nó lấy cái tay á nó ứng lên trên cái nú á. nó càng cười thì nó càng ngứa nó càng ứng mạnh hơn để nó gãi cái nú nó nó đẩy 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 cái ngón tay vô thì cái ngón tay nó đâm vô cái nú á hả một hồi nữa là nát cái nú bên đây luôn nha các bạn máu nó chảy loang hết cái miệng nó thì một hồi nữa cái người kế bên á kêu 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 minh 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 mày làm gì vậy thì quay lại cái nó mới hết hồn nó mới nhìn lại thì nó kiều, phải nói là cái khúc này hơi ngoài lề nhưng mà chỉ diễn đúng đỉnh luôn á chỉ trong một cái phân đoạn là chỉ ngồi à, chỉ ngứa cái răng rồi chỉ một hồi nữa có người kêu chỉ chỉ quay qua chỉ giật mình rồi chỉ lại quay lại chỉ hoảng sợ cho ơi một cái khoảnh khắc mà có bao nhiêu là cái cảm xúc chỉ đều thể hiện ra bên ngoài phải nói là chỉ là diễn rất là tròn vai và rất là đỉnh luôn ấy các bạn mà cái đoạn này coi đúng sợ luôn á bà cứ ngồi bà cứ ngồi vậy nè đó bà ngồi vậy nè ở ngoài mà khửi 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 cái răng ra cái máu chảy đầy miệng luôn thì có người khều chỉ lại giật mình quay trở lại là tỉnh rồi cái chỉ lại uh, lau đi mấy cái máu ở trên miệng sau khi người ta đã làm tóc máy up cho chỉ xong xuôi rồi cái cuộc diễu hành đó diễn ra là chỉ đứng ở trên một cái chiếc xe rồi cái xe uh, xung quanh rất là trang trí rất là đẹp Minh làm thiên thần đứng ở trên chiếc xe đó rồi cầm uh, cái cây đèn ngôi sao á các bạn nhưng mà cái cái thiên thần này lạ lắm, thương thiên, thiên thần người ta thân thiện đúng không? <cười>, Cười chào mọi người, còn thiên thần á lúc mà lúc này Minh đang đứng á mặt quạo nha các bạn, thiên thần mặt quạo kiểu. Sao tao phải đứng đây vậy? Tại nhiên bắt tao đứng đây vậy? Đứng mà mặt không cảm xúc các bạn vậy nè. Trong khi bà Hoa dẫn bà con lối xóm ra đứng kêu con gái tôi đó đẹp chưa trời ơi nó đẹp ghê nó con gái tôi đó. Rồi đi ngang qua kêu, "Minh ơi, Minh ơi, mẹ đây nè con ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, nhìn xuống nhìn, nhìn xuống mày chụp hình nè." Mà nó vẫn không không cảm xúc nha các bạn. Nó cứ vậy đó. Rồi một hồi nữa nó cầm cái gì trong tay nó chọi xuống Nó, nó nắm nó, nó, nó chọi nè nó chọi mà mặt nó quạo lắm ở dưới người ta bị chọi chúng đau người ta chạy quá trời chạy luôn sau khi buổi diễu hành diễn ra qua ngày hôm sau sáng sớm giống như là thói quen minh vẫn thức dậy đón xe túc túc đi lên chỗ làm anh quay xe ảnh còn hỏi là em đi đâu vậy thì minh cũng mới rất là mệt người rất là mệt nhưng mà vẫn cười nói là em đi làm Giống như là ngày hôm qua cái ký ức mà bị đuổi là không hề có trong đầu của mình nữa các bạn Cái ký ức mà bà chỉ vô trong mặt của ông sếp kêu em thằng chó sao mày dám đuổi ta là không có trong kiếp trong trong đầu của bà luôn á Khi mà tới chỗ làm vẫn vô bàn ngồi làm việc bình thường Trời phải nói là có khúc này thấy tội minh lắm luôn nha các bạn Lúc mà ngồi xuống làm á, ông sếp ổng ra ổng bực ổng kêu bảo vệ là lôi minh này quăng ra bên ngoài luôn á lúc mà bảo vệ lôi nó quăng ra bên ngoài rồi chửi rủa kêu tại sao mày đến đây mày không biết nhục nhã sao mày còn vô đây mày làm việc nữa chửi thậm tệ luôn Mà cứ con bé nó không biết gì xảy ra với nó luôn á nó ngồi nó cứ ngày hôm qua thì nó rất là dữ nó phản kháng lại nhưng mà hôm nay thì nó sợ nó sợ nó cứ thu người lại như vậy nè rồi nó khóc sau đó là bị bảo vệ bưng ra bên ngoài thế là ekip mới đi theo cái anh quay phim mới đi theo hỏi cái ông chủ là tại sao lại gắt như vậy à, nó làm gì sai thì đuổi nó thôi chứ mất mới nhưng mà chửi nó thậm tệ ông chủ mới nói là trời là có nguyên do hết chứ không phải không à, ông nói là ông bị mất đồ thành ra là ông mới kiểm lại cái camera an ninh ở trong cái văn phòng thì khi kiểm lại camera an ninh mới tá hỏa tâm tin cái đoạn này là đoạn 18 cộng trong phim đó các bạn là cứ tầm khoảng chừng 2 giờ mấy tầm 3 giờ sáng là nó con bé minh á nó bắt đầu dẫn trai lạ về trong văn phòng và làm chuyện bậy bạ đó làm chuyện người lớn abcz đó camera quay lại hết trơn mà nhiều ngày nha chứ không phải một ngày nha à, ra khi mà dẫn về mỗi mỗi một ngày là một người khác nhau và những cái người là đủ lại đủ loại thành phần thấy ghê lắm các bạn trong cái lúc mà nó làm chuyện bậy bạ trong văn phòng á là nó hưởng ứng nha chứ không phải là nó bị ép buộc gì hết nó giống như là bị cái con ma dâm dục nhập vào trong người vậy đó Thành ra là ông chủ ông mới tức điên lên Ông mới sa thải Ông nói là nó không ngờ nó lại là người như vậy Bình thường thấy nó hiền ơi là hiền luôn Mà nó lại dẫn biết bao người nhiều biết bao nhiêu người lạ đi vô trong cái văn phòng Làm ba cái chuyện đồi bại ba cái chuyện đồi trị này Rồi mất đồ ở trong văn phòng nữa Cho nên ông tức ông đuổi Chứ đâu phải là khơi khơi là tự nhiên ông đuổi đâu Mà con bé Minh nó không nhớ gì hết Lúc sáng là nó không hề nhớ Cho nên nguyên nhân nó nói là nó bị đau cái vùng kính đó Là do như vậy nó không nhớ Lúc đó nó bị mất ý thức luôn các bạn sau khi minh nó bị đuổi nó cứ đi thơ thẩn ở ngoài đường mà thấy tội ơi là tội luôn á giống như là bây giờ không ai cứu rỗi được nó hết có một cái đoạn á là nó ngồi ngay chỗ cái bàn ăn mà nó thấy một cái con chuồn chuồn cái con chuồn chuồn nước á cái chuồng chuồng một cái cánh mỏng ơi là mạnh mỏng á các bạn cái cánh của nó bị vướng vô trong một cái dụng nước ở trên bàn mà cái dụng nước nó rất là nhỏ nhưng mà cái con chuồng chuồng nó nó không bay ra khỏi cái dụng nước đó được và nó cứ đập cánh đập cánh đập cánh rồi từ từ á có vẻ như là cái con chuồng chuồng đó cũng từ từ chết ở trong cái dụng nước mà mặc dù cái dụng nước đó rất là nhỏ nó giống như là một cái hình ảnh là một cái điềm báo trước cho những gì sắp sửa xảy ra rồi nó quay qua nó nhìn cái anh cameraman á anh nó nhìn cái anh quay phim á mắt của nó hả kiểu như là một ánh mắt bất lực Một ánh mắt nói là tôi muốn từ bỏ rồi Tôi không cố gắng nữa Trong lúc đó Bà Hoa với bà Kim Hai người đi cầu nguyện Bà Hoa thì đi vô nhà thờ cầu nguyện Còn bà Kim thì đi tới tượng thần của bà nội Ba Danh cầu nguyện Bà ngồi đó bà cầu nguyện cả đêm rồi Bà xin bà nội Ba Danh giúp đỡ Coi là con cháu nó bị cái gì Thấu thị cho bà để bà biết được là chuyện gì xảy ra Để mà giúp đỡ cho con cháu của mình thì cứ ngồi đó cả đêm vậy đó Thì sau khi mà cầu nguyện xong rồi bà Hoa đi về Lúc mà bà Hoa đi về á tỉnh bé Minh thì không thấy nó đâu hết Tới khi mà tông cửa vô nhà vệ sinh á Thấy nó cắt cổ tay tự tử trong nhà vệ sinh đó các bạn Thế là khoảng hồn quá mới gọi điện cấp cứu Chở con bé đi cấp cứu Khi mà đưa con bé Minh vô cấp cứu thì cứu được May mắn là phát hiện ra kịp thời Ông Thái ông cũng có đi theo coi cháu gái mình sao Ông Thái mới hỏi bà Hoa là Vậy giờ sao mày tính sao Bà Hoa bà nói là Thì giờ cho nó làm lễ nhận đồng để nó nó làm bà đồng chứ bây giờ nó vậy rồi thà là cho nó làm bà đồng chứ còn hơn là để nó chết khi đó bà Kim từ bên ngoài bà đi vô bà sọc vào bên trong liền luôn giống như là bà đã thấu thị và bà, bà biết được cái gì rồi khi mà bà Hoa gặp bà Kim á bà Hoa mới nói với bà Kim là à, mày làm lễ lên đồng cho nó đi để cho cho nó chấp nhận làm bà đồng thì bà Kim chỉ nói với bà Hoa là không được nó không được làm lễ chấp nhận làm bà đồng bởi vì người nhập vào nó không phải là bà nội ba danh mà là một thứ khác không phải là bà nội ba danh chỉ nói vậy thôi các bạn trong khi bà hoa bà không hiểu gì hết thì cái triệu chứng này là triệu chứng của bà nội ba danh nhập từ chứ ai nhập nữa mà nói không phải bà thì là ai trong khi bà kim thì bà không giải thích gì hết bà nói với lại ông thái là ông đi theo tôi tôi cần ông giúp đỡ phải đi liền ngay bây giờ và thế là bả với lại ông thái rời đi để bà hoa lại bần thần không biết chuyện gì xảy ra hết bà kim gọi ông thái ra bên ngoài để nói chuyện gì với nhau tại sao bà kim lại nói người nhập vào trong người của mình không phải là bà nội ba danh mà lại là một cái thế lực nào đó trong khi bà kim lại không nói rõ là thế lực nào nếu như không phải là bà nội ba gian thì cái gì đang nhập vào trong người của mình bác nghĩ là không phải bà nội ba gian đâu chứ bà nội ba gian gì mà hành con nhỏ lên bờ xuống ruộng rồi có cái 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 màn mà đưa trai vô trong công sở rồi làm chuyện đồi trụy à, mấy cái chuyện tà dâm giống như là mấy người tà dâm luôn có quỷ theo sau đúng câu đó luôn các bạn thì chắc là quỷ rồi chứ không phải là người đâu à, và có lẽ là bác tạm dừng video của chúng ta hôm nay tại đây thôi bởi vì đoạn sau nó cũng còn rất là dài nha các bạn à, mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo và cũng là tập cuối của À, phim Bà Đồng Vào ngày mai thì có thể các bạn sẽ biết được Ai là người đã nhập vào trong người của mình Cũng như những tình tiết ngày mai cũng sẽ càng giật cưng hơn Càng khủng khiếp hơn và càng hú hồn chim yến hơn đó nha các bạn Cho nên các bạn hãy chuẩn bị tâm lý Để theo dõi tập ngày mai nha à, Và Bắp tạm dừng video của chúng ta ngày hôm nay tại đây thôi Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm Theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế